Anh Pháp, trận tứ kết được chờ đợi nhất của World Cup 2022 đã diễn ra với kịch bản kịch tính nhất khi cả hai đội tuyển hàng đầu thế giới không chỉ thể hiện được đầy đủ sức mạnh của mình mà còn có cả sự song hành của may mắn lẫn những sai lầm định đoạt số phận của trận đấu. Người Pháp đương kim vô địch World Cup sớm vượt lên dẫn trước bằng bàn thắng của Chouameni. Nhưng tạm sư đã đưa trận tứ kết về vạch xuất phát bằng bàn gỡ hòa trên chấm 11m của chân sút hàng đầu Hurricane. Ngay cả khi Giroud nâng tỷ số lên 2-1 bằng pha đánh đầu súng mãnh ở phút 78 sau nhiều lần hãm thành, thì đội tuyển Anh vẫn có cơ hội gỡ hòa khi một lần nữa được hưởng quả ẩm phạt 11m vào cuối trận. Nhưng lại chính đội trưởng Harry Kane với cú bắn chim đã đá văng cơ hội đi tiếp của Tam Sư. Không phủ nhận, thần may mắn đã đứng về phía đội bóng áo lam, nhưng rõ ràng nhà đương kim vô địch thật sự lì lợm và luôn biết cách vượt lên trước, bất chấp đối thủ có thể chơi hay hơn ở một số thời điểm của trận đấu bước vào bán kết và chỉ về gặp đối thủ bị xem là dưới cơ Maroc. Đội tuyển Pháp có cơ hội lần thứ hai liên tiếp vào chung kết và trở thành đội bóng thứ ba sau Italia năm 1938 và Brazil năm 1962 bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Nếu người Pháp tiếp tục thể hiện được sức mạnh của mình, thì bên kia sân, Maroc đang viết lên câu chuyện cổ tích cho chính mình và bóng đá châu Phi. Đánh bại Bỉ ở vòng bảng, loại Tây Ban Nha vào 1-8, đội bóng Bắc Phi tiếp tục đánh bại Bồ Đào Nha gồm toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới như bruno Fernandes, ronaldo bernardo silva hay Joao felix ở vòng tứ kết bằng đúng một bàn thắng cùng lối chơi vòng ngự phần không khoa học chặt chẽ và hiệu quả đánh bại người bồ maroc đi vào lịch sử khi trở thành đội bóng châu phi đầu tiên có mặt ở vòng bán kết một kỳ world cup đồng thời mang đến cho họ sự tự tin để có thể tạo ra thêm bất ngờ trước nhà đương kim vô địch pháp dù vậy đây vẫn là trận bán kết có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp và chất lượng cầu thủ đương nhiên pháp được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiếc vé vào chung kết hơn. Nhưng những bài học từ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khiến thầy trò luyện viên Didier Deschamps không được phép chủ quan. Trong khi Maroc của GX, Hakimi cũng sẽ không từ bỏ bất kỳ cơ hội nào dù là nhỏ nhất để đi đến trận đấu cuối cùng. Huấn luyện viên Didier Deschamps có lẽ là người hạnh phúc nhất ở thời điểm này khi các cầu thủ của ông đều không gặp rắc rối với chấn thương hay thẻ phạt nào. Đội tuyển Pháp đang có đội hình tốt nhất để có thể đánh bại được hiện tượng mang tên Maroc tại trận bán kết. Trong khi đó, chiến thắng trước Bồ Đào Nha ở tứ kết đã khiến Maroc phải trả cái giá khá đắt khi sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Cherira vì nhận thẻ đỏ, trong khi trung vệ trụ cột Said gặp vấn đề về cơ chân và hậu vệ cánh trái Maroui cũng đang ở trong tình trạng tương tự. Đây sẽ là bài toán mà huấn luyện viên Ray cần phải tìm lời giải bởi hàng thủ chính là sức mạnh của Maroc. Dù đã thi đấu không đúng với phong độ trong trận đấu với Anh, nhưng Kylian Mbappe sẽ vẫn là niềm hy vọng số 1 trên hàng công để giúp Pháp có thể phá vỡ hệ thống phòng ngự chặt chẽ của Maroc nhờ tốc độ, kỹ thuật và nền tảng thể lực sung mãn. Mặt khác, Mbappe cũng luôn có khả năng tỏa sáng ở những thời điểm quan trọng của đội tuyển Pháp. Để có thể đứng vững trước áp lực mà nhà đương kim vô địch Pháp tạo ra, Maroc rất cần đến tài năng, sự lì lợm và khả năng tranh chấp tại đôi của tiền vệ Amrabat. Người giữ được phong độ ổn định nhất và chơi hay nhất trong trận thắng Bồ Đào Nha, ngôi sao đang khoác áo câu lạc bộ Fiorentina tiếp tục được kỳ vọng sẽ chỉ huy hệ thống phòng ngự của Maroc để ngăn chặn mọi nguy hiểm tới khung thành của thủ môn Bono. Hai đội mới chỉ gặp nhau hai lần trong các trận giao hữu trước đây và Pháp đã có một trận thắng và một trận hòa trước đối thủ. Xét về phong độ tại World Cup 2022, Maroc đang duy trì được thành tích bất bại từ đầu giải, trong khi Pháp để thua một trận và thắng bốn trận còn lại. Pháp đang nắm mọi lợi thế trong trận đấu với Maroc. Nhà đương kim vô địch World Cup, dù kinh nghiệm hơn, có nhiều ngôi sao có khả năng quyết định trận đấu hơn cũng như có sự kết hợp hoàn hảo giữa lối chơi tấn công và phòng ngự thực dụng. Mặt khác, Maroc cũng đã phô bày mọi điểm mạnh và điểm yếu trong các trận đấu vừa qua và không còn nhiều tính đột biến trong lối chơi của mình. Vì thế, theo các chuyên gia, đội bóng Mau Lan được xếp cửa trên với tỷ lệ một hòa. Về tổng tỷ số của trận đấu, Maroc đã trình diễn nghệ thuật phòng ngự đỉnh cao suốt từ đầu giải khi giữ sạch lưới trong 4 trận và bàn thua duy nhất của đội bóng châu Phi lại đến từ một pha đá phản lý nhà của trung vệ Aget. Mặt khác, phải đối mặt với nhà đương kim vô địch nên Maroc sẽ chơi phòng ngự tối đa để bảo vệ mảnh lưới cũng như hy vọng cầm chân được Pháp càng lâu càng tốt. Vì vậy, rất khó chờ đợi trận đấu vượt ngưỡng 2 bàn thắng ở mức 2 1/4. Sự đoàn kết quả Pháp Maroc 2-0.